Dùng sản phẩm này thì tôi thấy nó cải thiện tóc tôi rõ ràng luôn á, từ chân tới ngọn là đen hết và tóc nó mềm mại, nó không có rụng và không có sơ sát như trước nữa. Là gương mặt rất thân quen với khán giả truyền hình qua các vai mẹ chồng hay series phim ngắn như Anh Thám Tử, Cháu Trắng, cô Hương Thơm luôn là diễn viên khỏe mạnh, hoạt ngôn và trẻ đẹp hơn so với tuổi. Nhưng rất ít ai biết được cô Hương Thơm cũng đã từng khổ sở về vấn đề bạc tóc. Cô trẻ và đẹp như hiện nay nhờ tìm được giải pháp toàn diện giúp phục hồi mái tóc bạc thành tóc đen mà không cần đi nhuộm tóc. Dạ thưa cô, tóc bạc đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô như thế nào? Ảnh hưởng chứ, tại vì mọi người cũng thấy cái răng cái tóc á là có con người, khi mà tóc bạc hoặc tóc dâm muối tiêu chẳng nữa, nó báo hiệu tới mình cái lúc đó là lão hóa và tuổi già của mình sắp tới rồi. Tôi nhớ cái tên mười mấy năm á thì trên đầu của tôi cũng chỉ lưa thưa mấy cái cọng bạc thôi, nó lẫn vào mấy tóc đen, thì tôi nghĩ là cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà mấy năm gần đây á thì tóc tôi bạc rất là nhiều, tôi rất là lo. Thì gặp bạn bè của tôi ấy, nó nói tại sao mà tuổi không có già bao nhiêu mà tại sao tóc bạc quá trời như vậy. Tôi cũng không hiểu nguyên do làm sao. Nhưng rồi tôi tìm đến thì thấy là nói là về cái chuyện là mình uốn xế gội nhiều. Đó, nó ảnh hưởng rất lớn. Cô đã làm những cách này để cải thiện tình trạng tóc bạc của mình à? Ban đầu á, thì tôi cũng đi nhuộm. Nhưng mà có điều á, cái tóc của tôi nó bạc nhiều mà cái chân trắng mọc ra rất là nhanh. Thế nên tôi cũng phải dặn hoài à. Thế rồi nhuộm được một thời gian ấy, thì tôi thấy tóc của tôi nó khô, nó cứng, nó giòn, mà coi như là cứ đụng đến là nó rụng. Da đầu thì nó bong chóc, nhiều khi những cái trắng trắng giống như là cái gầu á, là mà rất là ngứa. Thì tôi nghe nói uống hà thủ ô cái này thuốc bắc thì tóc trắng sẽ thành tóc đen, thì tôi cũng đã đi mua và tôi sắp uống thì tôi uống được thời gian là tôi thấy cũng không có khả quan gì hết, và tôi quyết định tôi không dùng thuốc bắc nữa và tôi đi nhuộm tiếp. Ngày đâu cô biết đến bộ đôi serum và dầu gội có một mẫu như vậy? Thì câu chuyện này cũng thật là tình cờ thôi. Đi chơi cùng với người bạn ngày xưa, tóc bạc trắng mà làm cái gì mà tóc đen óng mượt như vậy mà lại dày nữa. Thì bạn cũng có mách rằng bạn đã sử dụng cái sản phẩm bộ đôi của một mộc nhu. Thì cô ấy cũng cho tôi xem về cái trang web nói về cái sản phẩm này. Thì tôi về và tôi tìm hiểu những cái phản hồi của khách hàng cũng như các chuyên gia. Trong đó các thành phần á, thì nó gồm có như cỏ mộc đen này, rồi mè đen, bồ kết cùng với đậu đen, cùng trà đen, rất an toàn và lành tính. Mong mắt của cô đã thay đổi như thế nào khi sử dụng bộ đôi serum và dầu gội có một mộc nhu ạ? Nhưng mà sau khi dùng một tháng ấy, thì tôi thấy tóc của tôi cũng chưa có khả quan lắm. Nó cũng vẫn có cái màu trắng mà nó chỉ đổi thêm một tí xíu màu nâu nâu hoặc xám xám thôi. Thế là kiên trì dùng thêm 2 tháng nữa thì thấy nó cũng không khả quan lắm. Tức là có màu đen thôi nhưng chân tóc nó ra thì nó vẫn màu trắng. Nhưng tôi thấy nó đổi màu như thế là tôi cũng an tâm rồi. Và tiếp tục dùng sản phẩm này thì tôi thấy nó cải thiện tóc tôi rõ ràng luôn á. Từ chân tới ngọn là đen hết và tóc nó mềm mại, nó không có rụng và không có sơ sát như trước nữa. Cái dầu gội này á, thay thế cho dầu gội hàng ngày, mình chỉ cần ngủ đến 10 đến 15 phút là mình có thể gội được. Còn cái serum này á, thì nếu mà mình siêng á, thì một ngày 2 lần mình đổ ra tay và mình xoa vào cái chân tóc này. Đó, massage chân tóc này nó sẽ ngấm vào cái chân tóc. Tôi đã dùng sản phẩm bộ đôi của một mộc nhu rất có hiệu quả. Nếu như bạn nào á, mà có hiện tượng tóc như tôi thì hãy dùng sản phẩm bộ đôi này nhé. Serum và dầu gội cỏ mật mộc nhu, sản phẩm đột phá kết hợp Đông và Tây y dành cho người bị tóc bạc, phủ màu tóc bạc thành đen nhanh chóng mà không cần đi nhuộm, hỗ trợ kích thích tóc con mọc ra đen từ gốc, nuôi dưỡng tóc chắc khỏe suôn mượt. Tổng đài 1900 7143, hotline 0919 146 444.